trở lại bản tin ngắn. Trở lại một thông điệp quan trọng của ứng cử viên Donald J. Trump cho 2006 tại cái sự kiện Faith and Freedom, tự do về tôn giáo, niềm tin và tôn giáo, niềm tin và tự do. Tổng thống Trump tuyên bố chúng ta sẽ đánh bại chính sách phá thai mù lấy của đảng Dân Chủ cấp tiến. Ông Trump đã chuẩn bị và đương nhiên nói chuyện trong cái hội nghị về chính sách đa số của Liên minh Đức Tin và Tự Do, rằng ông đặt mục tiêu chấm dứt phá thai muộn nếu được làm bầu tổng thống. Đây có thể là một trận chiến về vấn đề xã hội rất quan trọng. Vấn đề nằm ở chỗ tôi nghĩ ông Trump nên tiếp tục hãy để cho những cái tiểu bang họ tự quyết định. Vấn đề phá thai này rất là nhạy cảm và gần như là cái vấn đề này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện của 2022. Mỗi tiểu bang nên tự quyết định về điều này. Phát biểu của ông Trump tại sự kiện Washington DC diễn ra vào kỷ niệm một năm tối cao pháp viện của Hoa Kỳ lật ngược lại cái Roe v. Wade, lật ngược lại là trả về lại tiểu bang cho mỗi tiểu bang quyết định chứ không phải là cấm trên cái liên bang, khiến cái việc phá thai trở thành một vấn đề quan trọng tại một số tiểu bang. Ông Tổng thống trong 45 của Hoa Kỳ sẽ giới thiệu một cuộc hẹn quen chốt với tòa án để dẫn đến phán quyết lịch sử. Ông nhận biết sẽ sẵn sàng cho cái nhóm của ông đưa ra. Tôi đã chịu được những tấn công dữ dội để xác nhận ba thẩm phán tối cao vĩ đại, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett. Tôi chỉ hy vọng họ đang tiếp tục mạnh mẽ khi đối mặt với sự quấy rối và đe dọa của những kẻ cuồng tính cực đoan. Ngày nay đúng một năm trước khi thẩm phán đó là những người bỏ phiếu quan trọng để quyết định định hoặc để bước bỏ lại cái Roe v. Wade năm 1973. Những người bảo thủ đã cố gắng để bỏ nó trong 50 năm. Tổng thống Trump đã hoàn toàn nó. Tôi đã hoàn thành nó và không ai nghĩ là một khả năng xảy ra. Chỉ có cái quốc hội, xin lỗi vì chỉ có cái tối cao pháp viện với cái số phiếu cao ngất ngưỡng như vậy mới bỏ được cái Roe v. Wade năm 1973 với tỷ số 5-4. Tôi nhớ không làm như vậy. John Roberts vẫn là tiếp tục là một kẻ của đảng Dân Chủ. Ông Trump nếu rằng trường hợp là tổng thống phò sự sống nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ ra những chính sách mà chính quyền của ông đã thực hiện và đạt được những thành tựu trên bề mặt để phò cái sự sống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ông đã khôi phục và mở lại chính sách thành phố Mexico, ngừng tài trợ tiền thuế cho những cung cấp dịch vụ phá thai. Tại Liên Hợp Quốc đã nói rõ với quan chức toàn cầu không nên tấn công quyền chủ quyền của nước khác khi mà đất nước Mỹ của chúng ta để bảo vệ sự sống vô tội. Ngày hôm nay, một số tiểu bang của đảng Cộng Hòa đã xuất hiện một cái box, nó gọi là baby box, cái box để phía ngoài đó. Nếu mà thật sự ai mà đẻ mà unwanted mà không có nuôi được đó, thì bỏ vào cái box đó. Trong bài phát biểu của mình, ông gọi cái vai trò của chính phủ liên bang trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh là thiết yếu, cam kết tiếp tục đấu tranh cho phong trào như chưa từng có của tổng thống nào được trước đây. Ông cũng chia sẻ cái cam kết chấm dứt phá thai muộn. Chúng tôi sẽ đánh bại cái chính sách phá thai quá hạn cực kỳ nghiêm trọng của đảng Dân Chủ cấp tiến. Chúng tôi sẽ tập hợp mọi người lại với nhau để bảo vệ những đứa trẻ chưa sinh quý giá của chúng tôi một cách lớn nhất, rất lớn. Bây giờ chúng ta có quyền đàm phán bởi vì chúng ta chiến thắng trên tối cao pháp viện. Tổng thống Trump nhấn mạnh là món quà thiêng liêng từ Chúa khi mỗi đứa trẻ được sinh ra. À đúng 100% về điều này. Đó là câu chuyện rất đẹp. Vì con nít vui, con nít thì vui. Đương nhiên vui. Ok vị, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình của bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.